Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Các khán giả của Bí Quyết Thành Công có thường đi ăn buffet không ạ? Có lẽ đây là kiểu ăn chưa bao giờ hết hóp đúng không nào? Vì chúng ta chỉ phải bỏ ra một khoản tiền nhỏ nhưng lại được ăn thỏa thích với vô số món ăn khá hấp dẫn. Phải chế biến rất nhiều món ăn nhưng lại nhận lại một số tiền rất ít. Đã bao giờ bạn nghĩ nhà buffet họ lời hay lỗ ra sao hay không? Có một sự thật khó tin mà Bí Quyết Thành Công xin được bật mí với các bạn là họ không những có lời mà khoản lời thậm chí còn rất khủng khiếp các bạn ạ. Vậy thì những chủ cửa hàng đã làm gì với những món ăn và với chính khách hàng của họ? Chắc chắn khi xem xong video này, các bạn sẽ cảm thấy giật mình vì bấy lâu nay mình đã bị dắt mũi mà không hề hay biết. Mời các bạn cùng đón xem ngay sau đây để học hỏi các chiêu thức kinh doanh rất đáng để học hỏi của các chủ cửa hàng. Buffet là một đấu trường giữa các chủ nhà hàng và những thượng đế phàm ăn. Nhưng với số nhà hàng buffet mọc lên như nấm sau mưa hiện nay, không khó để đoán được ai đang là người chiến thắng. Giữa thập kỷ 70 và 80, hàng loạt nhà hàng được mở ra đem đến cho các vị thượng đế vô vàn sự lựa chọn. Nhưng đi kèm với hàng tấn lựa chọn đó là sự cạnh tranh quyết liệt, tỷ lệ lợi nhuận giảm sút. Mô hình ăn bao nhiêu tùy thích xuất hiện như một sự lựa chọn hoàn hảo với giá không cao nhưng đồ ăn thả ga. Tuy nhiên để tồn tại thì các nhà hàng buffet phải áp dụng cả kinh tế học và tâm lý học để chiến thắng khả năng tiêu thụ của các thượng đế. Kết quả là buffet trở thành một trong những mô hình kinh doanh thực phẩm siêu lợi nhuận, cung cấp cho khách hàng vô vàn sự lựa chọn từ bình dân đến cao cấp, từ buffet cơm trưa văn phòng đến buffet hải sản xa xỉ. Vậy thì những chủ cửa hàng đã làm gì và họ đã dùng thủ thuật gì để đánh lừa chúng ta? 1. Ứng dụng kinh tế học. Làm đầy bụng khách càng nhanh, càng rẻ, càng tốt. Đó chính là mục tiêu của các quản lý nhà hàng. Họ phải tạo ra một cảm giác đầy đủ hay thậm chí là dư thừa những món sơn hào hải vị mà khách hàng có muốn cũng không thể nào mà ăn hết được. Mục tiêu trên có thể thực hiện bằng các chiến lược sau. Kiểm soát chi phí nguyên liệu đầu vào. Các món ăn tại buffet thường xoay quanh những nguyên liệu giá rẻ. Rau và những phần thịt giá rẻ còn được mua với số lượng lớn để có chiết khấu cao nhất, chẳng hạn như là vây cá hồi. Tận dụng nguyên liệu được mua. Để gia tăng chất lượng thực phẩm, các sản phẩm được mua luôn được tìm kiếm và sử dụng. Chẳng hạn như rau củ tươi, thịt và hải sản vào mùa thu hoạch. Chúng tạo cho khách hàng cảm giác rằng họ vẫn được ăn những cao lương mỹ vị, nhưng lại bảo toàn được chi phí cho nhà hàng. Các quản lý nhà hàng còn phải tính toán để lên thực đơn khi giá thực phẩm thị trường thay đổi. Ví dụ như là nếu thịt heo tăng đột biến, heo sẽ ngay lập tức được cắt bỏ trong các phần ăn để thay thế bằng thịt gà chẳng hạn. Cắt giảm chi phí nhân sự. Một điểm khác biệt lớn nhất giữa chuỗi các nhà hàng buffet và những đối thủ truyền thống đó là số lượng nhân viên thấp hơn rõ rệt. Khách hàng tự phục vụ những món ăn mà họ muốn và đầu bếp chỉ cần theo một thực đơn có sẵn. Thậm chí đối với những chuỗi cửa hàng thịt nướng, chi phí nhân sự còn được cắt giảm đáng kể khi chính khách hàng sẽ là người nướng thịt cho mình và các đầu bếp chỉ cần sơ chế và cắt những phần thịt theo yêu cầu. Ngoài ra, thì thực phẩm trong các nhà hàng buffet còn có lợi thế là được chuẩn bị trước với số lượng lớn. Không có những đầu bếp phải túc trực để chế biến từng đĩa thực phẩm theo yêu cầu khách hàng, từng món buffet được nấu theo đợt và đem ra dự trữ ở bên ngoài. Nếu tối ưu hóa được quá trình này thì các nhà hàng buffet còn có thể gia tăng số lượng khách hàng mỗi buổi. Vì nếu các vị thượng đế liên tục ăn được những món mình thích, họ sẽ nhanh chóng no bụng và vui vẻ ra về, nhường chỗ cho những người tiếp theo. Tăng giá cho các dịch vụ đi kèm. Một phần lợi nhuận đáng kể của các nhà hàng buffet nằm ở VAT, giá thức uống và giá các sản phẩm không nằm trong set. Đối với những thực khách đã sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn để tham dự một bữa tiệc buffet, phí VAT 10%, ly nước từ 40 đến 50 nghìn hay là một vài món ăn xa xỉ với giá 100 đến 200 nghìn có vẻ là không đáng là bao. Nhưng những khoản không đáng đó lại là một nguồn doanh thu rất đáng để cho các nhà hàng phải tận dụng. Chẳng hạn như nước ngọt thường được bán gấp 4 đến 5 lần giá trị mua vào. Tất cả doanh thu trên sẽ được biến trực tiếp thành lợi nhuận mà không cần phải suy tính nhiều. Bài toán kinh tế trung bình. Theo một nghiên cứu gần đây thì chuỗi các nhà hàng buffet sẽ giữ chi phí nguyên vật liệu và nhân công mỗi tháng thấp hơn tổng giá vé khoảng 30%. Một bài toán trung bình luôn được đưa ra khi vận hành các nhà hàng buffet. Đối với những thực khách phàm ăn có khả năng tiêu thụ gấp vài lần người thường, luôn có những người lớn tuổi và trẻ tuổi để bù trừ.
Đó là lý do vì sao mà buffet thường có những chương trình khuyến mãi dành cho các nhóm đông người để đảm bảo chi phí thức ăn tiêu thụ trung bình luôn thấp hơn tổng giá vé mà nhóm đó sẽ mua. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Một số thực khách tinh tế vẫn nhận ra rằng sự thay đổi đó để hoàn toàn đánh gục được khách hàng thì chiêu thức ứng dụng tâm lý học mới là điểm mấu chốt. Mời các bạn cùng đón xem tiếp video để hiểu chi tiết hơn về chiêu thức này. Ứng dụng tâm lý học thay đổi hành vi của khách hàng theo hướng có lợi cho nhà hàng. Một khi các chiến thuật kinh tế ở trên đã được áp dụng, điều tiếp theo mà các chủ nhà hàng buffet cần làm là thao túng hành vi của người tiêu dùng để họ không phá vỡ quy tắc kinh tế trung bình. Đặc biệt là điều khiến những gì khách hàng bỏ trên dĩa và hạn chế số lần họ đi lấy thêm thức ăn. Hạn chế lượng thức ăn mỗi đĩa. Những đĩa sứ to hoặc tô cỡ lớn thường rất ít xuất hiện tại các nhà hàng buffet nhằm giảm lượng thức ăn mỗi lần đi chợ của khách hàng. Trong một nghiên cứu gần đây, đối với những đồ dùng nhỏ hơn, số lượng đồ ăn trung bình mà khách hàng sẽ lấy trong cả buổi ăn sẽ ít hơn 31%. Con số trên sẽ còn cao hơn với những nhóm đông, khi những người đi ăn nhiều lần sẽ sợ bị bạn bè của mình đánh giá. Thức uống khổng lồ. Ngoài đóng góp một phần lợi nhuận đáng gờm như đã nói ở trên, nước uống là một trong những chiêu gần như là bắt buộc khách hàng phải trả thêm tiền. Vì không ai có thể ăn thoải mái mà không có tí nước nào cả. Và chả lẽ mình đã bỏ một khoản tiền đáng kể để đi ăn mà lại tiếc vài chục nghìn cho một ly nước ư? Dầu mỡ, rau củ và tinh bột thống lĩnh. Các món ăn ở buffet thường rất dư giả với số lượng dầu mỡ, rau củ và tinh bột bao la. Trong khi các phần thức ăn mắc tiền như hải sản, thịt bò hay là đồ ngọt lại được chia thành những phần cực kỳ nhỏ. Một số nhà hàng còn thông minh hơn khi bố trí một số nhân viên để cắt dùm đối với những món đắt tiền. Việc giao tiếp giữa người với người sẽ tạo nên một rào cản tâm lý khiến khách hàng ngại yêu cầu một phần ăn lớn hơn hoặc phải đối mặt với nhân viên đó nhiều lần. Ngoài ra thì nhân viên túc trực và cắt dùm ở những món đắt tiền như steak và cá hồi sẽ tạo ra một hàng người đứng chờ, khiến khách hàng nhanh chóng di chuyển ra khỏi chỗ đó và rất ngần ngại khi muốn quay lại. Đối với mô hình gọi món đến bàn, những món mắc tiền sẽ được chính nhà hàng hạn chế tần suất và số lượng ra món, khiến khách hàng không thể chờ đợi và tự làm no mình với những thực phẩm rẻ tiền hơn. Bố trí thông minh. Ngoài ra thì cách bố trí thực phẩm và menu cũng là một chiến thuật khá hay của các nhà buffet. Những món đã mắc tiền như thịt bò và hải sản sẽ được bao vây bởi hàng chục món rau củ rẻ tiền. Các vị khách sẽ không chỉ bị lương tâm hối thúc mà lấy thêm một món rau củ để tốt cho sức khỏe, mà còn sợ ánh mắt của những người ăn chung khi sồng sộc đi vào chỉ để lấy món ăn mắc tiền nhất. Các bạn có nhận ra rằng tâm lý luôn rất quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là kinh doanh. Nếu ta áp dụng được một trong số vô vàn hiệu ứng tâm lý thì khách hàng sẽ đến với bạn nhiều vô kể. Và ngay sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một hiệu ứng trong kinh doanh mà mình rất tâm đắc. Bạn đã từng nhìn thấy những tấm bảng quảng cáo là giảm giá 50% duy nhất trong ngày hôm nay, hoặc là dễ nhận ra nhất là những ngày mua sắm như là Black Friday. Tôi có một cô bạn đi qua một shop thời trang, thấy chiếc váy để biển sale off 80% duy nhất ngày hôm nay. Nhanh như tên bắn, cô ấy lao vào cửa hàng và mua chiếc váy ấy về, không cần đắn đo, cũng không cần kỳ kiểu mặc cả. Không phải vì cô ấy nghĩ mình sẽ thật xinh đẹp với chiếc váy đó, mà cô ấy nghĩ rằng nếu mình không mua luôn, một cô ả khác nhìn thấy sẽ vào và cuỗng mất chiếc váy đi. Tạo ra sự khan hiếm ảo trong kinh doanh để marketing, để đẩy hàng nhanh chóng đã chẳng còn gì xa lạ. Thậm chí nó còn trở thành một chiêu cực kỳ hiệu quả cho những người làm marketing. Nó hiệu quả đến mức, ngay cả khi bạn nhận ra sự thật cũng vẫn bị dẫn dụ một cách khôn khéo. Vậy thì tại sao chiến lược khan hiếm lại hiệu quả? Chiến lược khan hiếm ảo đánh vào tâm lý sợ mất mát của con người. Theo tháp nhu cầu của Maslow thì nhu cầu an toàn, tự bảo vệ nằm ở nấc thứ hai trong 5 nấc thang. Và nỗi sợ mất mát chính là nằm ở trong nấc thang ấy. Và nhu cầu thứ hai bị đe dọa thì những nhu cầu thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ chẳng xuất hiện nữa. Đó là lý do vì sao đôi khi chúng ta mất trí, đưa ra quyết định chẳng khôn ngoan trong lúc sợ hãi. Chúng ta luôn có xu hướng khi thu thì cố gắng tránh rủi ro, nhưng sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tránh mất mát. Nếu ai đó đã từng bước đến cho bạn 10 triệu đồng, bạn có dám lấy hay không? Và nếu không may, bạn bị rơi 500 nghìn trên đường, bạn có cố gắng quay lại tìm bằng được hay không? Nỗi sợ mất mát đã trở thành bản năng và luôn sẵn sàng trong tâm trí của mỗi người. Vì thế, khi những người làm marketing áp dụng chiến lược khan hiếm, thì nỗi sợ mất mát trong mỗi khách hàng lại được bùng nổ.
họ sẽ có động lực để nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng. Chúng ta áp dụng chiến lược khan hiếm trong marketing như thế nào? Quay trở lại về ví dụ về cô bạn của tôi. Rõ ràng trường hợp trên là một chiêu sử dụng khan hiếm của cửa hàng. Sell off đến tận 80% lại duy nhất trong ngày. Quá hấp dẫn. Điều đó khiến cô bạn của tôi cảm thấy sợ nếu không mua ngay, nếu để ngày mai thì sẽ không còn được giảm giá nữa, hoặc là sẽ có một cô nàng nào đó mua mất. Dù chưa hẳn, cô bạn của tôi đã thích chiếc váy hay là cần mua một chiếc váy như thế, nhưng vì cảm giác sợ mất đi cơ hội giảm giá này mà quyết định mua nhanh chóng. Vậy thì hình thức tạo khan hiếm làm giới hạn thời gian suy nghĩ của khách hàng, lại giới hạn số lượng, buộc họ phải quyết định mua ngay hoặc sẽ mất đi cơ hội có 102 đó. Giới hạn về số lượng là một trong những khan hiếm thường gặp nhất. Chúng ta đã gặp rất nhiều quảng cáo bán hàng có dạng 500 khách hàng đầu tiên sẽ được ... hay là chỉ còn 3 chiếc duy nhất. Giới hạn về thời gian. Dạng khan hiếm này thường gặp trên các website bán hàng về đấu giá hay là chương trình giảm giá theo giờ vàng của các sàn giao dịch. Sẽ có một chiếc đồng hồ đếm ngược hiển thị ngay bên cạnh sản phẩm để thúc giục khách hàng nhanh mua đi, mai là lại đắt đấy. Nhưng thực tế thì ngày mai bạn quay lại vẫn là thời gian đếm ngược đó. Giới hạn về địa điểm cũng là một dạng khan hiếm thường được áp dụng. Ví dụ như cửa hàng thời trang Canifa giảm giá duy nhất tại một địa chỉ cửa hàng, còn các địa chỉ khác vẫn bán được mức giá bình thường. Hoặc là nếu bạn nào hay đi xem phim ở CGV thì cũng rất hay gặp việc giảm giá chiếu phim cho một vài rạp nhất định, chứ không phải là trên tất cả các cụm rạp. Tuy nhiên, không phải ai cũng như cô bạn tôi ở trên kia, sẵn sàng mua chiếc váy mà không cần tính toán xem mình có thực sự cần nó hay không, mình có thể mặc vừa cái váy đó hay không. Vì thế, ngay cả khi tạo khan hiếm về thời gian hay số lượng, thì những người làm marketing vẫn phải cho khách hàng hiểu rõ giá trị của hàng hóa ấy, tại sao khách hàng cần mua nó và tại sao họ lại là sự lựa chọn duy nhất. Điều đó yêu cầu các nhà marketing phải nhấn mạnh thực sự vào những lợi ích mà khách hàng nhận được khi chọn mua sản phẩm ấy. Gây khan hiếm thực sự là một chiến lược hiệu quả và đang được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, nó cũng có hai mặt nhất định. Nếu như hàng hóa của bạn luôn được giảm giá để thu hút khách hàng, khiến họ bị phụ thuộc vào giảm giá, thì nguy cơ một ngày bạn không còn giảm giá sản phẩm thì khách hàng của bạn cũng giảm đi nhanh chóng. Đó là lúc mà họ yêu cái giá hời của sản phẩm đó, chứ không phải là yêu thương hiệu hay là sản phẩm của bạn. Cũng có những trường hợp gây khan hiếm ảo và không đo lường được chính xác nhu cầu của thị trường trước đó, nên hàng hóa sản xuất ra không đáp ứng được nhu cầu của thị trường và phải chịu sức ép để sản xuất tiếp. Cách đây một thời gian, có trường hợp đĩa CD vốn 9 của chị Mỹ Tâm cũng giới hạn số lượng bán. Cuối cùng quá nhiều fan đã chuyển tiền mà không nhận được đĩa. Và sau cùng, nhà sản xuất đã phải cho in thêm dưới sức ép của các fan. Một điều cuối cùng, khi sản phẩm của bạn là hàng hiếm, thì tất nhiên sẽ bị người dùng, bị thị trường soi xét một cách thực sự về chất lượng và mẫu mã. Cho nên, hàng nhất định phải tốt và chất lượng. Nếu không, sẽ lại bị phản ứng ngược lại từ khách hàng, gây mất lòng tin và gây mất cả thương hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, tâm lý học là những đòn bán hàng vừa tinh tế nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Nếu bạn là người bán hàng hay kinh doanh thì hãy nhanh chóng tìm hiểu và áp dụng nó vào mô hình kinh doanh của mình. Còn nếu bạn nào không kinh doanh thì hãy thu nạp kiến thức để nhận ra và thoát khỏi vòng xoáy của những chiêu thức này các bạn nhé. Mong rằng video này thì các bạn đã hiểu thêm về những bí quyết mà các nhà kinh doanh thường áp dụng. Các bạn có muốn mình làm nhiều hơn về những chủ đề này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.